vào lời nguyện của thần. Tiền đôi khi không phải là tất cả. Tôi đang nghi ngờ tất cả mọi người. Đôi khi hung thủ lại chính là những người thân cận với mình nhé. Vào đây. Dạ, em chào anh đạo diễn ạ. Ồ, có chị Tiếng Mai xinh đẹp ở đây nữa à. À, hôm nay anh đạo diễn hẹn tụi em lên đây là để ký hợp đồng. Đúng rồi em, Quyền Anh đâu rồi em? Quyền Anh ơi, vô đi em. Dạ em chào anh, em chào chị. Mời hai em ngồi. Dạ. Tại sao anh nói em có cô này? Chuyện này cũng vừa mới biết thôi. Nhà sản xuất chọn mặt gửi vàng đó. Hai em đã đọc hết kịch bản rồi đúng không? Dạ. Em sẽ vào vai Hiểu Phương, một cô nhân tình rất là gợi cảm, bị mẹ của người yêu cấm đoán và cơ cả giang hồ để hù dọa. Rồi khi cô biết mình có thai á, thì người tình đã phụ rẫy, cô bị tai nạn và sảy thai. Sau này cô quyết tâm quay lại trả thù gia đình người mình yêu. Vai này rất là gay góc, nội tâm và cực kỳ nhiều đất diễn. À, mọi người làm quen nhau đi. Đây là diễn viên Tiếp Mai, người phụ nữ quyền lực nhất trong phim. Em qua chào chị Tiếp Mai đi. Lần đầu tiên gặp chị, em rất hân hạnh. Tôi mới gặp Quyền Anh ở đây nè. Tại sao ông hứa với tôi là để cho nó từ bỏ? Như vậy là như thế nào? Cần phải mạnh tay hơn nữa. Cần phải làm cho nó sợ, đe dọa nó bằng mọi cách, sao cho nó bỏ nghề. Dạ. À, dạ chị, em đang suy nghĩ xem là mình nên đi toilet nam hay là đi toilet nữ. Đừng rình rập quanh tôi, trò con nít. Bà phải đền mạng cho con tôi. Bà phải chết. Phải chết. Trời ơi, xuất sắc quá. Thần thái thật là xuất sắc. Hay quá. Một người mẹ bị hãm hại, bị cướp mất đứa con, đau khổ tuyệt vọng, bà đã trở nên điên loạn và độc ác. Em chỉ xuất sắc quá. Tặng bông, tặng bông. Em đang tập đó, mai quay rồi. Vũ làm em mất hứng quá. Ủa, Hoa ở đâu vậy? Của fan hâm mộ tặng đó. Có cái thiệp nữa nè, mở ra coi là biết liền. Ủa, mà sao fan biết phòng mình mà gửi tới ta? Ai biết. Vũ đem bỏ nó đi, mau đi. Gì vậy tự nhiên bỏ? Hãy bỏ gia diễn, nếu không mày sẽ trả giá. Mau bỏ đi rồi qua đây tập thoại với em nè, nhanh lên. Trời ơi, Hoa đẹp như vậy nè, tự nhiên kêu đem bỏ. Thôi để vô cắm vô cho nó đẹp, thấy chưa? Máu nè. Tại sao kêu đứng lại? Em đứng cứ thứ đũa mà đồ liên hạt. Xin lỗi đạo diễn, tôi sai lời, làm lại nha đạo diễn. Nói luôn nha. Dạ. 3, 2, 1 diễn. Cái thứ đĩa mà. Xin lỗi đạo diễn nha, bữa nay tôi quên lời, tôi có tâm trạng. Okay. Làm lại nha. Ok rồi, bắt đầu làm tiếp nè. Cái thứ đĩa mà đồ
Xin lỗi đạo diễn, xin lỗi mọi người nha. Cho diễn viên ít phút để dặm mặt lại nè, trội lên luôn hết trơn. Chị ơi xin lỗi nha. Ok, thì vậy là 10 phút. Đau không? Đau quá à. Cái bà độc ác đó đó, hãy đợi đó, quân tử trả thù 10 năm chưa có muộn. Ê, hay là tối nay em có diễn cái cảnh á mà cầm dao đâm bà đó, em nhân cái lúc á mà bà nằm trên gối định đâm bà sởn đầu bà luôn. Vô ích, tôi yêu cầu cắt phân đoạn đó rồi, không có còn á cơ hội mà chơi chiêu tôi đâu. Ủa, em đâu có nghe đạo diễn nói gì đâu chị. Người ta đang bàn tính cắt 50 hay 80% vai của cô đó. Những cảnh bạo lực, sét, khoe thân thể là cắt trước tiên. Cô đừng có mong mà có đất diễn. Tại sao? Em có làm gì chị đâu. Cô không có đủ thực lực. Đi đến đây đủ rồi. Tôi thấy cô nên bỏ vai đi. À mà quên, nên bỏ nghề luôn đi. Những cái tát tay vừa rồi á là mới bắt đầu thôi. Vũ, dặm mặt em nhanh nhanh đi, để mọi người chờ kìa. Cứ thứ đũa mà đòi lên hạt. Trời ơi, đau hả? Bà Mai này bà ác ghê vậy. Thôi ráng ăn ly, không ăn sao có sức. Gấu bông đâu mà để tùm lum vậy cưng. Vũ đang bỏ nó đi. Trời, gấu bông đẹp vậy bỏ. Mà nè, chọn cái nghề gì đâu á mà lòng người nham hiểm quá trời à. Không biết rồi mai đây á, bà Mai sẽ tìm cách gì để mà đối phó cưng nữa. Thôi, hay là bỏ nghề đi. Vũ đưa em về nhà. 2 năm rồi em cũng chỉ là người vô danh. Bộ phim này, nhân vật này là em để chứng minh cho ba anh thấy nghề diễn viên rất là nghiêm túc, rất là đàng hoàng, không như ba em nghĩ đâu. Mà em nhớ ba em quá. Khóc nữa. Em muốn về thăm ba em quá. Ủa, mà cưng mới đổi mùa nước hoa mới hả? Đó giờ có ai khen Vũ vô duyên chưa? Trời, nó khen quá trời luôn đó. Nói trời thôi, thấy em buồn, Vũ chọc cho vui vậy mà. Thôi ăn tiếp đi. Đầy đút cho. Ráng ráng anh, ăn từ từ. Không phải đến để đe dọa tao chứ. Tao là một đứa trẻ cô độc. Mẹ thì bỏ rơi, ba thì đuổi ra khỏi nhà. Thật là đáng thương phải không? Alo. Vũ đang ngủ, chuyện gì vậy cưng? Nhà em. Nhà em. Anh qua nhà em liền đi. Em sợ lắm. Vậy hả? Vũ qua liền.
Vũ qua để Vũ bỏ con gấu đó cho. Ủa, mình có nói gì đến con gấu hả ta? Anh qua nhanh đi. Em, phần đoạn này á, tâm lý rất là nặng. Em cố gắng lột tả được tính chất của nhân vật nha. Em bước trên cái bậc thang này thật là chậm rãi, mệt mỏi. Khi bước tới kia á, thì coi như là gần như là em kiệt sức và em ngã quỵ vậy đó. Em cố gắng nha. Em bị bệnh hả? Dạ, tự nhiên em thấy mệt quá à. Cố gắng lên em. Em chỉ còn một phần đoạn cuối này thôi. Cố gắng nha. Ok nha. Dạ. Mọi người chuẩn bị nha. Chúng ta bắt đầu nha. Chuẩn bị xong chưa em? Cho máy chạy lên đi. Sao kỳ vậy ta? Hôm nay bà Mai không có dai. Tại sao bà ta lại đến đây? Hay là bà ta có mua đồ gì? Rồi, diễn. Mà... Ủa? Tay Vũ bị sao vậy? Gì vậy? Gọt cái cây vô ý đứt tay thôi. Vũ, sợ máu và dao mà. Sao không nói cho em biết vậy? Có nhiều chuyện quá. Vũ qua để Vũ bỏ con gấu đó cho. Lúc đó mình chưa nói đến camera ở trong con gấu. Sao Vũ biết đó là Vũ? Nhưng không phải là Vũ đã ở bên mình 2 năm qua. Tốt lắm. Cuối cùng anh ta là ai? Có khi nào té xuống đây không trời? Nguyễn Anh, cẩn thận! Bà Mai có con búp bê chơi ngã trên hai em nè! Không phải! Không phải! Đây là... Là mẹ của Quyền Anh. Tại sao bà lại ra tay độc ác với cô ấy như vậy? Không có người mẹ nào nhẫn tâm độc ác mà hại con mình hết. Cậu đã hiểu lầm rồi. Tôi đã phải đánh đổi thân xác lẫn linh hồn này mới có được ngày hôm nay. Chính vì vậy, tôi không muốn con gái của mình đi theo con đường mà tôi đã đi qua, đầy quanh co và bóng tối. Vậy tại sao bà không chịu nhận Quyền Anh là con của mình? Bà có biết là cô ấy nghĩ về bà nhiều lắm hay không? 16 năm về trước, tôi có một cơ hội, một vai diễn mà tôi hằng mơ ước. Thế rồi ba của Quyền Anh buộc tôi, một là phải ở nhà làm vợ làm mẹ, hai là ra khỏi nhà với vai diễn của mình. Vì quá yêu nghệ nên tôi đành bỏ lại Quyền Anh ở lại với ba nó. Hôm nay tôi tính đem con búp bê này tới, cố ý là muốn nói cho con tôi rõ hiểu. Vậy thì tại sao bà không chịu nói ngay từ đầu? Vì tôi không dám nhìn mặt con tôi. Vì ta đã cấm bãi. Con giật, còn không nỡ bỏ con nữa kìa. Tôi xin lỗi. Bà không cần phải xin lỗi. Chỉ cần bà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó. Với nó, bà đã chết từ lâu rồi. Vậy tại sao hôm nay bà không giữ đúng lời hứa? Tại sao bà còn mang con búp bê kỹ vật đến để nhận con? Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi đã giày vò nó, thậm chí tôi đánh nó. Tôi tìm mọi cách để nó bỏ nghề. Nhưng bà ông biết không, mỗi lần tôi đánh con,
Con đau, tôi đau gấp ngàn lần ông có biết không? Mẹ xin lỗi con. Tôi xin ông cho tôi gặp con một lần rồi tôi ra đi. Ba, mẹ, con. 16 năm nay mẹ mới ôm con được trọn vô lòng. Con của mẹ. Con nhớ sáng hôm đó khi con tỉnh dậy, con không tìm thấy bức bê của con ở đâu hết á. Mà con cũng đi tìm mẹ, con tìm hoài mà con không có thấy mẹ đâu hết á. Mẹ ơi, mẹ ơi, ba ơi, ba, con nhớ ba lắm, nhớ ba lắm. Cái ngày mà con xách đồ bỏ nhà ra đi, con nói mình trưởng thành rồi mà. Là ba không cho con làm diễn viên, là ba ép con đi. Mà ba cũng không có tìm con nữa, ba không có thương con. Còn anh là ai vậy? Anh hãy bỏ cái bộ mặt chị em tốt đẹp của anh ra đi. Ba, con nè, Vũ đây là con nuôi của ba đó. Nguyên Anh, con gái của ba, nó bỏ ba đi rồi. Ba muốn nhờ con một chuyện. Ba cứ nói. Con hãy thay ba bảo vệ cho nó, rồi dần dần thuyết phục nó bỏ nghề, quay trở về nhà với ba nha con. Dạ, con hứa với ba. Xin chào. Tên khai sinh của chị là Uy Vũ, nhưng hay gọi chị là Miss Vũ. Nó thuộc loại người có bản lĩnh, cần phải mạnh tay hơn. Dạ con hiểu rồi ba. Ba nhớ nó lắm. Dạo này ba ngủ có nằm mơ thấy nó hoài. Dạ. Vậy là cái bức thư hăm dọa, cái bó hoa dính máu với lại con gấu bông gắn camera là của anh hả? Ừ, anh xin lỗi. Ừ, anh làm điều đó là do ba biểu anh làm đó. Ba mẹ gì kỳ quá à. Hết người này tới người kia bắt nạt con,